Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 2 tháng 11, miền Bắc tiếp tục nắng hanh không mưa. Các khu vực khác trên cả nước cũng đón nắng ít mưa. Dự báo vào khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 11 thì sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường. Các tỉnh miền Bắc trời chuyển mưa rét, mưa lạnh, còn vùng núi thì mưa rét. Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay duy trì thời tiết quang mây về đêm và sáng, nên nhiệt giảm sâu thời gian này với nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi từ 15 đến 16 độ, vùng đồng bằng là 17 đến 18 độ. Ban ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày chạm ngưỡng là 28 đến 31 độ, kèm theo đó là tình trạng hanh khô khi độ ẩm giảm thấp. Dự báo từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11, do tác động của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng và Quảng Nam có khả năng xuất hiện đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Tuy nhiên, đợt mưa này không lớn, phổ biến từ 70 đến hơn 100 mm trong hơn 2 ngày.